Xin chào các bạn, mình là Nhiếm Hàng Hiếm và đây là bài review về Gunpla HG-1/144 Fake New Gundam, một mô bộ suit mới của Alus trong phim Gundam Build Divers Rewrite Season 2. Để có thể sở hữu được Gunpla Fake New Gundam, các bạn sẽ cần phải có hai bộ phụ kiện, đó chính là Fake New Unit, Fake New Weapons và cùng với đó chính là Alus Core Gundam. Vì đây là một bộ giáp mới của Alus Core Gundam nên nó sẽ mang thiết kế tương tự như Alus Earth Tree Armor về phong cách lắp ráp. Về phần sticker, Fake New Armor sẽ có sticker ở hai phần mắt, hai bên khuôn mặt, trên sừng, trên vai, phía trước và sau của phần đầu. Ngoài ra sẽ còn có thêm 3 chỗ nhưng mình không sử dụng, đó chính là phần trước ngực và bên dưới hai bàn chân. Sau đây mình sẽ tiến hành lắp Fake New Unit vào Alus Core Gundam. Với thiết kế của New Gundam, bộ giáp này giúp cho Alus Core Gundam trở nên dữ tợn và mạnh mẽ hơn. Nhưng Bandai rất là biết cách moi tiền từ túi của người chơi nên họ đã tách ra bộ Fin Funnel và bán riêng. Tiếp theo, mình sẽ nói về bộ vũ khí Fake New Weapons. Nó sẽ bao gồm 6 funnel, một backpack, có gắn một chốt beam sabers và một khẩu súng. Về phần backpack, nó sẽ có một chốt gắn beam saber nhưng không có hiệu ứng beam đâu nha. Về phần funnel, chỉ có 2 trong số 6 funnel là có thể chuyển động được. Đây chính là một khối 4 funnel dính liền tương tự với New Gundam phiên bản HG. Đây là phần funnel có thể chuyển động được và nó có thể thay đổi thành dạng vũ khí. Và đây chính là funnel cuối cùng, nó có nhiều khớp nhất và nó có thể xếp lại và cũng có thể chuyển dạng. Cuối cùng trong bộ vũ khí đó chính là một khẩu Coarse Ray Gun rộng ở hai bên và một cái nòng súng. Khi lắp ráp, các bạn sẽ trượt phần rãnh của Coarse Ray Gun vào phần nòng súng là hoàn tất. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được cho một chốt kết nối dành để custom cho Gunpla. Bằng cách kết hợp backpack vào phần lưng, thay phần súng dởm bằng khẩu súng Coarse Ray Gun của Alus Core Gundam, sau đó tiến hành trang bị vào tay, chúng ta sẽ có được Fake New Gundam hoàn chỉnh. Với phong cách chiến đấu bằng Fin Funnel, được điều khiển bằng sóng não nên nó có thể bắn hạ bất kỳ kẻ địch nào trong suy nghĩ. Điều này khiến cho Fake New Gundam trở thành một tên trùm cuối đáng sợ đối với Team Build Divers. Về phần biến độ cử động, phần đầu có thể gập lên và xuống, ngước lên, xoay tròn mà không gặp bất kỳ một vấn đề nào.
Phần ngực sẽ gồm hai khớp bi giúp cho Gunpla có thể xây bụng và gập bụng tuyệt vời. Về biến độ cử động ở phần tay, gian ngang bị giảm một xíu do phần giáp vai. Về phần khớp giữa cánh tay và ngực vẫn bình thường và rất tốt. Bắp tay có thể xoay, bàn tay có thể xoay tròn do nó có khớp bi. Cú gập tay cũng bị ảnh hưởng một xíu do phần giáp vai khá là to. Giáp váy có thể gập lên, các bạn có thể cắt váy để chuyển động tự nhiên hơn. Cú đá ra trước tuyệt vời, cú đá ra sau bị vướng khớp váy cho nên bị hạn chế. Phần đuôi có thể xoay. Cú gập chân bị ảnh hưởng một xíu do phần giáp chân khá to ở phía sau. Bàn chân chỉ có một khớp nối với cổ chân bằng một chốt liền cho nên biên độ bị hạn chế một xíu, như các bạn đã thấy ở đây. Về tổng thể, Fake New Gundam mang lại cho mình cảm giác trải nghiệm cực kỳ tốt. Từ màu sắc đến thiết kế của Gunpla, Bandai đã làm rất tốt. Tuy nhiên vẫn có một vài vấn đề như sau. Thứ nhất là về sticker dán. Thứ hai, 4 funnel dính liền và không thể tách ra. Nhưng điều này đối với một số kit HG thì hoàn toàn là bình thường. Dành cho các bạn thắc mắc, Fake New Gundam cũng có thể gắn thêm một gạch fin funnel để làm double fin funnel tương tự như New Gundam phiên bản hàng thiệt. Mặc dù đều là New Gundam, nhưng đối với mình, với những ưu điểm như trên, Fake New còn tuyệt vời hơn một tên New Gundam màu đỏ. Vậy là đã xong bài review. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thích, hãy để lại một like, ấn một subscribe cùng với nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới vào tối chủ nhật hàng tuần nhé. Một lần nữa, mình là Nhiếm Hàng Hiếm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.